trời xanh, những cánh chim bồ câu đã bay về. Lắng nghe, hãy lắng nghe bạn ơi, nhịp đập con tim thành phố. Nhớ mãi nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu, Sài Gòn ta đó anh dương sáng ngời. Sài Gòn phương xa, Sài Gòn vươn đến tương lai rạng ngời. Nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu, mùa vườn đó đang tươi gót trời. Nào bạn ở nơi, cùng nhau ta hát vang lên. Rock Sài Gòn. Giải nhất tiếng hát truyền hình xin được giới thiệu ca sĩ Mi Ngân. Cô đánh trống hay vậy chứ hát hay lắm quý vị. Nhưng mà hôm nay thì đứng phía đằng sau để hỗ trợ cho hai thí sinh của chúng ta. Cảm ơn Mi Ngân rất nhiều, cảm ơn em. Hai con giới thiệu cho mọi người biết đi, là cái khả năng khuấy động này là huấn luyện viên mình đã truyền thụ cho mình, hay là do cái tố chất mình thấy khán giả xung quá cái mình bước ra sân khấu mình bộc lộ. Hồi nãy thấy có bạn nào đó, quý vị khán giả cổ vũ cho em. Đó, bạn nào nè. Dạ thưa anh Nguyên Khang và tất cả các huấn luyện viên và đặc biệt là các khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Dạ là tiếp lửa cho em là thứ nhất là bài hát này rất là sung và máu lửa và nó đã ăn nhập vào máu em. Và thứ hai là cảm ơn rất là nhiều chị My Ngân đã hỗ trợ tụi em rất là nhiệt tình để tụi em có thể khuấy động cả sân khấu và tụi em cảm thấy rất là vui khi làm được điều đó. Rồi, bây giờ thì cho phép chúng tôi xin mời cặp đôi gia đình Vũ Trang chia sẻ trước về cái tiết mục này. Trước hết chú muốn nói là âm nhạc Việt Nam mình rất hiếm khi mà có những cô gái mà hát nhạc rock như mấy con. Và hai con có thể nói là cái tương lai của nhạc rock Việt Nam. Và rất may mắn là con đã lọt vào đội của cô Cẩm Ly và chú Đại Nghĩa, hai người rất chuyên về rock.
cái gì vậy? Cái gì vậy? Có một cái gì đó sai sai. Em giỡn thôi, em giỡn thôi. Nhưng mà cái mà chú muốn nói á, là cái âm nhạc nó không có biên giới, không có ranh giới gì hết. Mình đã yêu âm nhạc, biết âm nhạc thì nghe nhạc mình sẽ biết nó hay hay dở. Và hôm nay hai con hát rất hay, diễn rất máu lửa. Và nếu như chú được cho điểm cho mấy con thì chú sẽ cho hai con điểm 10. Chúc mừng hai con. Còn cô Trang, cô Trang thấy đâu đó cái sự sôi nổi của các bạn nó có giống mình không? Quá giống luôn. Giống với cô Trang thời trẻ. Cái thời mà cô Trang cũng... Ý là cô Trang nói giờ cô già rồi. Không phải là già gì. 10 năm đúng không? 10 năm, tại bây giờ nói chứ là cô Trang cũng có gia đình, có con rồi. Cho nên không còn cái sự sôi nổi giống như tụi con nữa. Thì khi mà cô Trang nhìn thấy cái sự sôi nổi của con như vậy thì cô Trang cũng cảm thấy là vui và cũng như nhớ lại cái thời trẻ tụi mình. Cái thời mà mình cũng muốn một chút xíu gì đó nổi loạn. Hay là cô Trang mang cái guitar vô chơi. Sai lắm anh, sai. Anh em mang vô sai lắm anh. Thì đó, cô Trang cảm giác là tụi con ra đây giống như là đốt cháy cả cái sân khấu này, đốt cháy cả cái khán phòng này. Tại vì cái lửa trong tụi con rất là mạnh. Ở đây, huấn luyện viên của các con quá là thông minh khi chọn một hình thức rất phù hợp với lứa tuổi tuyệt đỉnh sông ca nhí. Có nghĩa là vừa chơi, vừa thật, vừa giả. Cho nên người này hát, người kia có cái đạo cụ, có cây đàn để mà diễn xuất. Và tụi con diễn liên tục và không phải là đợi người kia hát và tới phiên mình vân vân. Quan trọng hơn nữa, tụi con không bị khán giả cuốn theo. Bởi vì khi khán giả quá bốc, mình bốc theo là mình sẽ bị không có đúng cái độ cao. Hoặc là nó bị chệch choạc. Nhưng không, tụi con rất là vững về kỹ thuật để có thể lên cùng được với khán giả như thế. Tụi con có máu nghệ sĩ, chú Bạch mê, chú Bạch thích, nhất là cái đèn sáng lên nữa đó. mấy con đúng sở trường này, đừng có xin cây đàn đó. Đó, sau chương trình này là coi chừng chú Bạch xin cái đàn đó đó. Không, cây đàn này chú Bạch có nhiều lắm. Con có biết áo của chú Bạch cũng có đèn led ở tổng không? Trời ơi, Vũ ơi, Vũ em sai rồi. Trên người của anh Thanh Bạch là không chỗ nào mà không có đèn hết trơn á. Chỗ nào cũng có đèn hết trơn á. Bây giờ kêu anh há miệng ra coi, bấm nút cái lưỡi sáng đèn. Đó, cho nên là bây giờ thì xin mời gia đình chị Minh Tuyết. Chị chia sẻ trước đi, ông Nghĩa ông nói nhiều lắm. Chị chia sẻ trước đi để chị cắt bớt phần của ông. Đúng rồi chị nói đi chị. Bởi vì chị là lần đầu tiên coi hai bé nè. Cái cảm nhận của chị làm sao? Cô lần đầu tiên cô coi hai con hát một bài nhạc rock như vậy. Cô tưởng là cô đang coi cái chương trình Disney của Teenager ở bên Mỹ. Tụi con rất là hay vô cùng. Cái phong cách, cái style quần áo tụi con bận, cái cách tụi con diễn, cái cách tụi con hát, cái nét mặt của tụi con không có chê được ở cái chỗ nào hết. Cô rất rất là hãnh diện cho chị Cẩm Ly với lại Đại Nghĩa khi có một cái cặp song ca như thế này. Vì nhìn đi, sắc vóc tương đồng nhau, về chiều cao, về gương mặt, cái độ sáng sân khấu đều có hết. Mà quan trọng là cái sự hòa điệu trong âm nhạc của tụi con, hòa quyện về diễn xuất nữa. Tụi con làm giống như là, nếu như mà không nói mình cứ tưởng tượng đây là một cặp chị em thiệt, hoặc là một cặp chị em sinh đôi. Nó đồng điệu với nhau nhiều thứ lắm, từ giọng hát tới phong cách trình diễn. Và ngày hôm nay các con đã làm quá tốt hơn cả mong đợi cái phần trình diễn của mình nữa. Hát cũng hay ha, rồi diễn xuất cũng hay. Và ở đây mình làm đang đúng với cái độ tuổi của mình, vẫn giữ được cái tinh thần của cái lứa tuổi các con. Rồi. Khi mình nghĩ tới ca sĩ hát rock, mình cứ hình dung là tóc tai nó xõa sợi, rồi xăm trổ hoặc là dẻ này kia. Nhưng mà rõ ràng hai con đây vẫn rất đúng cái độ tuổi teen của mình, mà quá dễ thương, mà đầy tinh thần của rock. Chúc mừng hai con. Rồi, cảm ơn một lần nữa, xin chúc mừng Thủy Tiên và Mỹ Mỹ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi xa.
ta vừa đến với một bản mashup hai ca khúc rất hay, Đi để trở về và ca khúc Quê tôi, với phần thể hiện của Hồng Nhung và Bình Nhật. Bây giờ thì chúng tôi xin mời phần nhận xét của cặp đôi Vũ Trang ạ. Hai con ơi. Dạ. Cô Trang nghĩ là hai con nên quảng bá du lịch đi. Tại vì á, khi hai con hát rồi cái những cái cử chỉ thể hiện ở trên sân khấu á, tự nhiên làm cho cô Trang muốn đi du lịch để gặp gỡ những người bạn bè mới giống như hai con vậy đó. Nói chung là cái bài hát của tụi con thể hiện rất là thành công. Cô Trang chúc mừng tụi con nha. Đi thật xa để trở về, cho dù mình có đi đâu đi nữa thì cái nơi mình muốn về nhất vẫn là nhà của mình, đúng không? Cho nên chúc mừng hai con hát tuyệt vời lắm. Và chú nghĩ là hai con là cái giọng mạnh nhất của đội của hai người kia. Anh Vũ, anh để ý em thấy gì không? Nhật, Nhật đẹp trai khoai ngô rất giống Andy. Em sai nữa, em sai. Kết chương trình lại, chị ấy vẫn kịp thời nhắc đến tên của Andy trên sóng. Giống Andy thiệt. Em nói mà. Và nhân cái câu chuyện là đi thật xa để trở về thì có lẽ người mà nhận xét nhiều nhất, Nguyên Khang cũng xin được ưu ái mời ca sĩ Minh Tuyết chia sẻ một chút. Theo như cô nghĩ rằng là dù mình là người Việt Nam, mình ở bất cứ nơi nào hay mình sống bất cứ nơi nào, không có gì đẹp nhất, hạnh phúc nhất khi mình trở về nơi chôn nhau cắt rúng của mình. Cảm ơn tụi con đã đem đến một cái tiết mục thật là tuyệt vời như vậy để gợi nhớ đến tất cả những cái nỗi niềm mà nhớ đến cái nơi mà mình sanh ra và mình được sinh sống, cũng như mình được ấp ủ những cái rất là nhiều cái sự yêu thương của gia đình cũng như bạn bè xung quanh. Những cái cơn mưa lời khen là đã gửi cho tụi con rồi, đúng không? Cô chỉ góp ý một cái nhỏ nhỏ như vậy nè, giọng Minh Nhật rất là khỏe, đúng không? Còn cái phong cách của Hồng Nhung thì hát về giọng hơi nhiều. Cho nên á, khi mà sự kết hợp này cũng là một sự kết hợp rất là hay và hoàn hảo. Một người thì nhẹ nhàng thả làn hơi của mình vào, một người thì như là một tên bắn thẳng vào rất là mạnh. Nhưng con Nhật, con nên để ý một chút xíu nè. Khi mà con hát đơn ca thì không sao, nhưng mà khi con hát song ca đó, có những chỗ mà con bè cho cái người bạn kế bên của mình. Bản chất giọng con đã khỏe rồi, cho nên khi con bè đó, lúc mà cô nghe cái chỗ mà đi thật xa để trở về, đi á, là con bè cho bạn Hồng Nhung hát đó, thì mình giọng mình khỏe quá, có thể mình đưa microphone ra xa một tí hoặc là mình hát nhẹ một tí để mà nâng cái giọng chính nó nghe rõ hơn. Tại vì giọng con quá khỏe đi, giọng của Nhung cũng khỏe, nhưng mà giọng con quá khỏe nên lúc đó con lại hát hết tất cả những cái niềm đam mê của con quên bẵng nó luôn là con đang bè, nên đó là lúc con bị lấn át giọng của Hồng Nhung một chút xíu. Thì cái đó mình chỉ rút kinh nghiệm thôi, để lần sau, để mà khi mà mình hát tiếp tục với lại bạn của mình á, thì mình tiết chế nó lại một chút xíu, như vậy thì là sẽ hoàn hảo vô cùng. Cô chúc mừng tiết mục của hai con. Tôi xin cảm ơn các huấn luyện viên, đặc biệt là sự góp ý của huấn luyện viên Minh Tuyết. Bởi vì á, khi tụi con tập thì nó hoàn hảo, nhưng khi ra có khán giả thì cái máu nghệ sĩ lại nổi lên. Chính vì vậy cho nên mọi người ở đây làm cho hai bé chúng tôi hào hứng lên, thì tụi con cũng điều tiết lại và kiểm soát được cái giọng của mình một chút thôi, thì tụi con sẽ có cơ hội. Bởi vì tụi con làm một cái cảm giác mà chú cảm thấy bay bổng, cái giọng hát của tụi con có đủ sức làm cho mọi người bay bổng. Chúc mừng hai con. Xin cảm ơn các bạn. Bài thì tương đối là nghe có vẻ là mộc mạc, nhưng mà không hề đơn giản, quãng rất là rộng. Về kỹ thuật hát thì có những cái tụi con cần phải bỏ nhỏ, có những cái phải đẩy mạnh, và bè thì cực kỳ là khó. Bởi vì cái hợp âm, cái hòa thanh của nó cũng không phải là những cái hợp âm đơn giản. Và tụi con đã bắt trọn được tất cả những cái chi tiết đó. Và tiết mục này làm cho cô với lại chú Thanh Bạch cảm thấy vô cùng hài lòng về hai đứa con. Chúc mừng Nhung và Nhật. Yeah, cảm ơn các bạn. Chúc mừng các bạn đó. Ngày giữa ngày xưa, không biết từ bao giờ và bằng cách nào, bọn quỷ tràn lên đất liền, ngang nhiên phá phách, chiếm hết đất đai và lương thực của người dân. We'll be right back.
Vụ mùa trước ta lấy phần gốc thì các ngươi trầm lúa, còn ta lấy phần ngọn thì các ngươi lại trầm khoai. Lần này ta sẽ lấy luôn cả gốc lẫn ngọn. Ha 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 ha. Bay đâu, mau lấy lương thực của bọn chúng qua đây cho ta. Tại sao con phần nào ăn được hết vậy? Các ngươi lại dám lên đây nữa à? Tay lại bọn quỷ kia, các ngươi từ đâu tới dám ức hiếp dân làng? Bọn ta là quỷ từ dưới biển, sở thích của bọn ta là đi cướp đất, cướp nhà, cướp lương thực. Được rồi, nếu các ngươi thích như vậy, ta có một trò chơi cướp đất dành cho các ngươi. Ta sẽ treo một miếng vải lên ngọn tre, miếng đất nào nằm trong cái bóng của miếng vải thì sẽ thuộc về người dân. Còn miếng đất nào nằm ngoài cái bóng của miếng vải, miếng đất đó sẽ thuộc về bọn quỷ các ngươi. Sao? Các ngươi có đồng ý trò chơi này không? Ha 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 ha! Ngươi tưởng bọn ta sợ à? Ta đồng ý! Và từ đó, bọn quỷ đã bị đuổi ra biển Đông, không còn xuất hiện trên đất liền nữa. Người dân được sống hạnh phúc và yên bình, nhưng chúng lại mon men đến một vùng đất khác. Thưa quý vị, đó chính là một cái vùng yên bình. Hú hồn luôn à. Quá trời quá đất à. Xin cảm ơn các vũ công của Mania Team. Và chúng ta cùng gặp gỡ thầy Đình Lộc và cô Xuân Thảo. Cô rất là ngưỡng mộ con. Mình làm nhân vật nào ra nhân vật đó. Từng cái hất tóc của con, từng cái há miệng của con, thử thách liên tục. Con phải tương tác với lại đạo cụ, và con phải diễn xuất với nó, con phải nhào lộn với nó. Rồi những cái cú quăng chụp ở trên không rất rất là khó. Cô chúc mừng con. Hay quá. Thấy cái câu chuyện hình như nó còn có một cái gợi mở khác nữa. Mọi người đang tập trung đổ dồn về sân khấu, tự nhiên nguyên bầy quỷ làm cái rần, một cái hết hồn hết vía. Ngày hôm nay là cô Ốc không phòng bị luôn. Còn đang ngồi bằng cái neuron thần kinh suy nghĩ coi sẽ làm cái gì tiếp theo trên sân khấu cho nó bất ngờ ta. Anh chứ bây giờ nghĩ vậy đó. Trời, em đâu có ngờ là tràn xuống đây nhanh như vậy. Nhanh quá. Mà đó là cái hay, cái khéo léo của thầy cô con. Luôn luôn tạo trong cái tiết mục này nhiều tình huống, tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ cái tạo hình của con thôi là mới bước ra một cái là đã chinh phục mọi người rồi. Bà quỷ mà bà đẹp dữ về trời. Rất ấn tượng. Con nó rất là đa dạng. Cái tố chất nghệ sĩ trong con nó rất là lớn. Và chú Nghĩa thật sự ngưỡng mộ cái sức bền bỉ trong con. Ngay cả những cái lúc mà nhân vật của con thoại thì con cũng phải diễn, cũng nhịp, cũng tổ hợp. Và có quá nhiều những cái động tác khó mà chú Nghĩa phải vỗ tay liên tục. Cái nguồn năng lượng trong con nó như một cái ngọn núi lửa. Và ngày hôm nay trong đêm chung kết này thì con đã thật sự bùng nổ và tỏa sáng. Cảm ơn Xuân Thảo và Đình Lộc, các em quá tuyệt vời. Cảm ơn con, chúc mừng con Yến Phương. Cô Thảo còn là người đọc lời dẫn trong tiết mục này phải không cô Thảo? Có phải giọng cô Thảo đúng không? Cái tre tụi em cũng nói qua là cho bé Phương tập.
thì cái đó là thuộc về siết, cũng té hoài. Tại vì khi mà con chỉ cần quên một cái chân mà đi nhanh chút xíu là té. Rồi cái đu mà cái tre lớn cũng cũng đang đu tuột tay té. Thì cũng may mắn là hôm nay suôn sẻ hết. Rất là mừng. Khi mà nhảy chung á, em cứ phải la lên, rút người lên con ơi, siết lên. Thì nhiều khi nhìn bé làm em cũng xúc động. Tại vì ý là làm được. Mình hiểu cảm giác đó. Và chắc là khán giả cũng sẽ cảm nhận được tất cả những gì nghiêm túc đều rất là đáng trân trọng. Ngày hôm nay cái sự suôn sẻ này nó không phải chỉ đến từ sự may mắn, mà nó đến từ sự cầu thị chân thành và sự nỗ lực của đội của mình. Và chúc mừng Xuân Thảo, Đình Lục và Yến Phương. Một lần nữa xin được chúc mừng cho bé Yến Phương, thầy Đình Lộc và cô Xuân Thảo, lớp học Nhi Sắc Nhi. Phương trời gợi tình nụ tâm xuân phai phai trong giấc mê đời, người ơi cho nhắn đôi lời ngày xưa tôi với người một thời bướm đẹp bên hoa. Cũng đành chỉ là mộng
gợi duyên. Nét son vàng gấm hoa lùa là huy hoàng bên đời nào. Sương lạnh vầng trăng dần tan, cùng vui với đêm hoa đăng. Ngày mai biết còn gặp chăng? Dù ai ngóng mê chân trời, còn ghi nhớ mai đêm này tình yêu như đã đong đầy. Kỷ niệm xưa vẫn còn. Cảm ơn các diễn viên của vũ đoàn Phương Việt và chúc mừng Thái Hà đã hoàn thành phần thi của mình. Con ơi con hát cái bài này con dễ thương lắm. Nó vừa phải, nó chừng mực, nó đẹp một cách nó sang trọng mà nó đúng cái kiểu cung đình Huế đó. Nó có chút gì đó, nó thâm nghiêm, nó cổ kính, nó hay. Mà cái giọng của con, cái bài này chú nghe nó hợp vô cùng luôn. Những cái nốt cao, cái giọng con tự nhiên nó trong veo, cảm giác như chuông ngân vậy đó. Rồi những cái nốt trầm, nốt thấp, cái giọng con nó cũng tròn trịa đầy đặn luôn. Và nhất là có lẽ là do cái gương mặt của con nó cũng là một cái lợi thế. Khi mà con hóa thân thành một ông hoàng con như thế này, như một ông vua nhỏ, thì nó rất là hợp với mình. Nó hợp trong cái bài hát này, hợp với cái thần thái mà con biểu diễn. Con không cần phải múa theo, con không cần phải làm gì nhiều. Con đứng con nghiêm trang gương mặt, con hát một cách hồn nhiên nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Thì cái điều đó nó cũng đã đủ toát lên cái sự cuốn hút đó rồi. Và chú nghĩ hoàn toàn bị chinh phục bởi cái bài hát này. Đây là một cái bài không hề dễ một chút nào cả. Cô Ốc đang ngồi như thế này, con hát câu đầu tiên cái cô Ốc vậy nè. Cái đó có. Có đúng không cô? Có. Cô dựng cái người cô dậy, cô nhìn con chăm chăm vậy nè. Tỉnh luôn đó con, tỉnh hồn luôn á. Cái giọng của con á, nó trong quá, nó treo ở đâu á. Mà đúng là chú Nghĩa nói là nó hợp với bài hát này vô cùng. Cô nhìn con á, thực sự là cô không dám nhúc nhích luôn. Sợ Phạm Húy. Cô cảm thấy cô đang ở trong một cái không gian mà nó linh thiêng á. Thực sự là cô cũng vừa mới có một tuần ở Huế, Đà Nẵng, Hội An. Cho nên là hình ảnh của đêm hoa đăng như thế này á, là cô rất là cảm luôn và cô thấy rất là đẹp. Chỉ có điều là cô thấy Thái Hà, con là thanh niên nghiêm túc đúng không? Và con tập trung lắm kìa. Thì cô nghĩ rằng một phần là do yêu cầu của bài hát này phải như thế, với một phần là do tính cách của bạn Thái Hà nữa. Nên là lúc nào con làm cái gì con cũng tập trung và làm cho người ta cảm thấy rằng là cái sự tập trung của con á, luôn mang đến một cái kết quả rất là tốt đẹp. Đó là tiết mục nào của con nó cũng luôn luôn chỉnh chu. Cho cô nói chút nha chú. Dạ, em chỉ muốn nhắn nhủ với lại ban giám hiệu nhà trường rằng anh Đại có nói với em là ngay cả chính Thái Hà cũng chưa phát hiện ra được cái khả năng giọng của bạn ấy có thể biến hóa được rất là nhiều. Thật sự là từ đầu mùa tới giờ thì mọi người thấy là Thái Hà hát rất là nhiều những thể loại, riêng chỉ có thể loại quê hương là hát có một dòng một thôi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay là anh Đại muốn thử thách Thái Hà ở một cái điểm là cho em ấy hát cả nguyên một cái bài mà lại là ở cung đình Huế nữa. Có nghĩa là phải biến hóa, biến chuyển rất là nhiều. Nhưng mà Thái Hà rất là thông minh, rất là nhạy bén, học rất là nhanh và làm rất là tốt. Nếu như mà ban giám hiệu nhà trường không cho em ấy vào vòng trong thì là bỏ mất một cái cơ hội để xem em ấy thể hiện ở vòng trong rất là xuất sắc. Cô ơi. Dạ, và xuất sắc hơn cả. Cảm ơn phần dằn mặt của cô nha cô. Để coi thái độ của cô Vân Trang đối với ban giám hiệu như thế nào mình mới tính cái chuyện là giàu hay không con ha. Tuy nhiên bây giờ mình thèm ăn yến đó Vân. Anh thèm ăn yến. À. Dạ mình ăn xương sao hộp lụ. Xương sao hộp lụ thì thôi coi như là không có cửa nói chuyện với tôi. Chúc mừng Thái Hà, con đã hoàn thành phần thi của mình với những lời nhận xét rất là tốt. Và bây giờ thì con có thể mỉm cười để bước vào trong cánh gà, nhường sự căng thẳng lại cho các thầy cô trong ban giám khảo con nha. Cảm ơn con, mời con vào trong. Thưa quý vị, phần thi tiếp theo sẽ là phần thi của một thí sinh đến từ lớp học Sì Trâm, Alex.
Và ngày hôm nay thì Alex sẽ cùng mang đến với tất cả quý vị câu chuyện về một cô bé tự kỷ và tình yêu thương của người cha dành cho mình. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhí. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bám ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Bao nhiêu năm dòng dã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông. Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Hôm nay ba có âm nhạc, ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán. Cho con từng nốt nhẹ nhàng tích tích tình tăng, con đem câu hát ca vàng. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con chờ che cho biết bao điều, cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ, theo ba chăm sóc con nghe. Đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba làm nỗi buồn vì ba cầm lại hơi sương. Ông dạy ba lớn lên, lớn lên. Tay nhỏ ba dắt con đi qua từng vỉa hè trên con đường đầy nắng và gió, qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ, con đường rất xa như là một khúc ca. Ba viết bằng những ngày vất vả, ba giấu kín sau những vết chân chi. Ba đã dạy cho con phải sống với một tình yêu bao la, dù mẹ anh nghèo khổ đến đâu thì cũng không được dối trá. Dù là vất vả, dù là đắng cay hay là trắng tay, giấy rách phải giữ lấy lệ để viết nốt nhạc lên đấy. Dù cuộc sống có khốn khó, dù dòng người có sóng gió, thì con hãy giữ chặt đam mê và đặt niềm tin vào nó. Và con vẫn tin đó, tin vào từng nhịp nhỏ như có ba dắt con đi. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông. Như ba dù lúc xưa ba còn bé thơ, đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Vì ba cầm lạnh như sương, ông dạy ba lớn. Xin được cảm ơn các vũ công của Mania Team. Xin phép được mời hai vũ công đặc biệt có thể nán lại sân khấu tí xíu có được không? Ôi em không chịu đâu anh ơi. Bài hát này đang rất là vui, em đang rất là vui, tự nhiên cái ba mẹ ra cái em muốn khóc. Cho em hỏi là thế lực nào đã thuyết phục được anh chị lên sân khấu trong cái phần biểu diễn này, xin mời mẹ ạ. Lúc đầu là cô Thảo với thầy Lộc 1-2 nói ba mẹ ra, nhưng mà mẹ sợ lắm, mẹ không có dám ra. Nhưng mà cô nói là vì con là ba mẹ phải ra. Và thật sự thì ba mẹ cũng rất cảm ơn chương trình, cảm ơn thầy cô đã truyền đạt cho con những cái kinh nghiệm và những cái kỹ thuật. Mẹ không biết nói sao nữa. Cảm ơn ba mẹ. Còn đối với Yến Phương thì ngày hôm nay ngoài cái việc hỗ trợ của các cô chú vũ công của Mania Team thì còn có hai vũ công đặc biệt này, thì con thấy như thế nào trong cái phần biểu diễn của mình? Dạ con thấy rất là vui.
Cảm ơn Yến Phương. Một lần nữa cảm ơn bố mẹ vì đã lên đây và hỗ trợ cho bé Yến Phương nha. Xin cảm ơn. Xin phép được mời bố mẹ có thể vào trong ạ. Rồi nắm luôn đi, rồi đi rồi không nghe nhận xét luôn. Ba mẹ vô thôi, ba mẹ vô. Rồi, ơi. Cảm ơn ba mẹ. Dạ, cảm ơn ba mẹ. Rồi. Hôm nay một trong những cái đạo cụ xuất sắc ở trên sân khấu này là chỉ có một cái bập bênh nhưng mà có biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra xung quanh nó. Và Đại Duy thấy là cái lúc đầu tiên khi mà bé Yến Phương có những cái động tác nhào lộn ở trên cái bập bênh là cô Thảo cắn móng tay liền. Con không biết đâu, con nhảy trên với cô Thảo với của con dưới này là dò đầu bứt tay cắn móng rồi các kiểu thể loại luôn. Đúng không cô? Vì sao lại như vậy ạ? À? Dạ thực ra thì cái bập bênh này rất là khó khiển. Con lộn ở phía dưới thật sự là phải rất là chắc rồi. Thì khi mà lên tới cái bập bênh này, nó vẫn phải cần có một cái sự giữ cân bằng ở trọng lượng của cơ thể nữa thì con mới có thể lộn được. Tại vì ở nhà tập thường té rồi, nói chung là khó lắm, muốn rớt xuống dưới cái mà diện nó có chút xíu. Dạ. À thì cũng may hôm nay là rất là suôn sẻ. Cảm ơn cô. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe cô hiệu trưởng sẽ nhận xét nhé. Xin mời cô. Cô chúc mừng con vì có một bài biểu diễn rất là thành công và lấy được cảm xúc của tất cả mọi người. Và cái đó là công của cô Thảo với lại thầy Đình Lộc dành cho con trong cái tiết mục này. Và cái tiết mục này, cái phần âm nhạc nó quá hay. Thầy cô của con khai thác cái điểm mạnh của con, đó là sự dẻo dai của con. Và lần này cho con tập một cái mới, đó là có múa jazz ở trong đó ha, rồi nhào lộn tất cả mọi thứ. Và cái mà cô cảm thấy con rất ấn tượng với cô đó là con nhớ bài kinh khủng. Tại vì cái bài này nó có quá nhiều cái tổ hợp được thay đổi liên tục với nhau. Cô thấy với một bé nhỏ như con như vậy là đáng để cho các bạn đang xem thử tài siêu nhí là ngưỡng mộ. Và cô tự cảm nhận được là bây giờ là sẽ rất là khó khăn dành cho các cô chú trong ban giám khảo đây. Có phải vì vậy nên là thầy Nghĩa cào bàn, cào ghế và khuôn mặt rất phụng phịu không ạ? Bây giờ giỏi quá biết làm sao đây. Bây giờ phải làm sao cho vừa lòng mấy con đây. Trong các vũ công còn lại của chương trình đến giờ phút này con là nhỏ nhất, cho nên con có một cái màu sắc hoàn toàn khác với mấy anh chị đó. Coi cái bài của con nó nhẹ hều, nó nhẹ hẳn, mình làm vui, tâm trạng mình vui vẻ, mình thoải mái, giống như mình đi coi chương trình ca nhạc. Ê vui quá, nhỏ dễ thương quá, vỗ tay hết. Vì con nhỏ cho nên là về mặt kỹ thuật con có một vài lỗi chứ không phải là không. Chân của con không vững, rồi có một vài động tác con bị trong chân, con bị hơi loạn choạng một tí. Nhưng mà có hề hấn gì, nghệ thuật là chủ yếu mang lại cảm xúc cho người thưởng thức. Thì bây giờ cảm xúc của mình nó hay, nó tuyệt vời, nó bay bổng như vậy thì tất cả những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ đó của con có thể cho qua. Ở những lần sau nếu con còn được đi tiếp thì mình phải chú ý để mình hoàn thiện hơn cả về mặt kỹ thuật nữa, thì mình sẽ hoàn hảo hơn, đúng không con? Còn ngày hôm nay với cái bài này quá dễ thương, không có gì để nói, chúc mừng con. Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng cho bé Yến Phương đã hoàn thành xong phần thi của mình. Cảm ơn con. Rào muôn xanh buổi trưa con cơn mưa chiều mẹ lối đồng xa hò thương con không nghĩ thân mình mẹ dầm mưa ướt bắt từng
còn nhớ mẹ ơi. Năm ấy mưa tơi bời, non lá che trên đầu ra đồng, mẹ bâng khuâng. Từng giọt mưa rơi, lòng con cứ mãi dâng trào, vì con đâu nghĩ thân mình mẹ dằn trong gió. Chị Bảy, chị Bảy đứng lại để em hỏi chị Bảy, cái nồi bún riêu này nó chín như vậy bởi vì dạ ây da nóng quá. Em định là chị múc ra 6 tô cho 6 vị huấn luyện viên, nãy giờ chị bắt cua cái ở dưới em thấy chóp miệng quá trời, nhất là nghệ sĩ Thu Trang, cái điều như là chị đang muốn ăn cái tô bún riêu ở đây đó. Dạ cảm ơn chị Bảy rất nhiều nha. Rồi cảm ơn chị Bảy. Bây giờ đây thì giới thiệu Minh Thiện và Thiên Quý, hai chàng trai của chúng ta đã vừa đến với ca khúc Bún Riêu Cua Đồng. Hai con hát xong ca khúc này thì thấy thế nào, chia sẻ một chút cảm nhận đi. Dạ con thấy rất là nhớ mẹ, tại vì mẹ đã cực công làm ra những tô bún riêu như vậy. Nói mà cũng như hát vậy đó. Thế còn Thiên Quý thì sao? Dạ con cũng thấy rất là nhớ mẹ, tại vì đi xa quê thì rất là nhớ món ăn của mẹ nấu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Chúng tôi xin mời nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ nhận xét về tiết mục này. Cái cách dàn dựng rất đơn giản. Lại có thêm một chút chiêu trò đó là thả mấy con cua ra nữa, làm cho khán giả vừa thú vị lại vừa cuốn theo, lại vừa có nhiều cảm xúc, tại nó gợi nhớ đến những cái kỷ niệm lúc mà mình còn nhỏ ở quê. Cái đoạn đầu hai con hát nó chưa được tốt lắm, có thể là tại vì lúc đó còn căng thẳng, nhưng mà càng về sau càng chuẩn và càng tình cảm. Chú khen hai con và chú nghĩ hai con cũng là những đối thủ đáng gờm đây. Cô chỉ có một chút góp ý nhỏ là Thiện con hát mấy cái nốt thấp, con để ý chút xíu thôi. Tại vì hát dân ca thì hát từ nốt cao cho tới nốt thấp thì nó phải mượt, thì đi nó cái cảm xúc của nó liền lạc hơn vậy ha. Cô rất là thích giọng của hai đứa con, cô hy vọng là tụi con mà được chọn vào vòng trong á thì tụi con tập luyện kỹ lưỡng hơn nữa ha. Cảm ơn tụi con. Dạ, cảm ơn cô. Nhân đây thì em có một cái đề nghị nho nhỏ.
nghệ sĩ Thu Trang. Thưa chị sống ở thành phố lâu năm rồi, em muốn chị trải nghiệm cái cảm giác bắt cua ở làng quê. Em có thể mời chị lên đây được không ạ? Dạ, xin mời chị lên tưởng đây. Tưởng hai cháu là em đi. Cho xin cái rổ cua à. Hai đứa con trai của tôi. Bây giờ dạy hai đứa con trai. Hồi nãy hai đứa con trai diễn với là một cái cô diễn viên múa, đúng không? Thì bây giờ diễn viên với cô Trang, diễn viên chuyên nghiệp luôn. Đó, cô Trang sẽ đẩy cảm xúc cho các con nhiều khoan, hơn. Khoan. Em đề nghị là phải đóng vai bà mẹ mà phải phản diện cơ. Phản diện đó là bà mẹ mà phải hát lên. Mẹ ghẻ. Thôi nói nghe nè, tại vì cái này phải đóng vai mẹ hiền. Chứ đóng vai mẹ ghẻ là bà bắt con cua là bà lặt tại chỗ luôn, ghê lắm. Phải đóng vai mẹ hiền thôi. Trời ơi. Mẹ hiền, mình không có sát sanh, mình không có lắc con cua đây, mình chỉ mang vô trong mình cầm dao mình chặt thôi. Bây giờ có hai cái phân đoạn chị Trang lưu ý nha. Đầu tiên là chị bắt cua, sau đoạn thứ hai chị bỏ cua vô trong nồi xong chị nêm nếm cho khán giả thấy. Dạ. Bây giờ khoan, trước khi đói mà chờ. mình bắt cua, mình xin giấu đôi dài với để đôi dài đây nó xấu. Dạ cho xin một nén nhạc à. Vâng, hai con diễn tốt nha. Dạ. Múa hơn, diễn múa nữa. Phát hiện con cua. Ui, sao nó nhỏ vậy? Thèm quá mẹ ơi, tốt thèm. Dạ, cảm ơn các anh. Dạ. À, quý vị ơi. Chị Trang ơi. Chị Trang xin lỗi, nhưng mà con cua nó có thù với chị. Không phải Khang, đừng nói như vậy. Tại vì anh thấy Thu Trang diễn với con cua mà cảm giác giống như Thu Trang diễn với con của mình á. Trời ơi, con ơi, con đây sao? Ôi, mẹ không phải anh, lần đầu tiên bà mẹ bắt cua. Không, cái kiểu diễn của em giống như là trời ơi con tôi. Con ơi, em xin lỗi nhưng mà xin lỗi hai anh chị nhưng mà em xin phép tí xíu thôi, có đề nghị nhỏ thôi. Bây giờ cái ca khúc này nó nói về cái người mẹ bắt cua, nhưng em xin phép làm cho cả hai vợ chồng bắt cua luôn. Tức là ông bố và bà mẹ sẽ đi ra đồng bắt cua cho con của mình. Ngay cái hình ảnh vừa rồi, thằng bé con anh hát lên cái câu đẹp quá, mẹ ơi là muốn xỉu. Tưởng tượng ơi, Thu Trang diễn cái đó mà con anh trời ơi nó vẫn tự tin đẹp quá mẹ ơi. Đi về. Thì hát xong rồi nó cười luôn, nó không hát được rồi. Em tìm dạ. Sai trái thì là sai trái khi nhờ Thu Trang lên. Chị Thu Trang, chị sẽ được đưa vô hình ảnh những người mẹ bắt cua đẹp nhất thế kỷ. Và bây giờ xin mời gia đình của chúng ta. Với cái tiết mục này á, thì hai con làm rất là dễ thương. Mình không có làm quá nhiều về cái phần màu sắc hay là chiêu trò gì cả. Chỉ muốn mang lên sân khấu hình ảnh gì đó nó rất là thật, bằng cách là mình thả những con cua này ra để con có thêm cảm xúc thật và con diễn với lại cái người mẹ của mình. Và hai con làm cái chuyện này chú thấy rất là thoải mái, tự tin, chứ không có cảm giác là bị các con đang cố diễn hay là con đang cố phải làm theo yêu cầu của các cô chú. Minh Thiện, con bước ra một cái cô nhìn cô tưởng chú Quang Lê bị thu nhỏ lại, rất là dễ thương, vô cùng dễ thương. Một hình ảnh rất là dễ thương, và khi con cất giọng hát lên, cô thấy trong cái giọng hát con, cái chất giọng của con rất là thích hợp và rất là phù hợp hát dòng nhạc quê hương, và con hát rất là ngọt ngào. Chỉ có đúng là cô Trang nói rất là đúng là con phải học lại cái nốt thấp của con. Đúng là con nít thì cái nốt thấp nó sẽ bị xỉn đi rất là nhiều. Con sẽ là một trong những giọng hát hát dòng nhạc quê hương tương lai rất là tốt. Con phải ráng tập cái nốt thấp thôi là rất là tốt cho con sau này. Thiên Quý có một cái chất giọng rất là tốt và sáng ăn microphone. Nhưng cô có một cái lời khuyên nhỏ nhỏ cho Thiên Quý học thêm. Đó là Thiên Quý khi mà mình hát, mình bỏ cái tình cảm mình trong cái bài hát nhiều hơn một tí xíu, thứ nhất. Thứ hai nữa là
cái cách phát âm mình nghe sao cho nó rõ và nó ngọt ngào hơn một chút xíu trong cái cách mình hát, cái cách mình xử lý cái bài hát. Nhưng mà cái chất giọng cũng là một phần rất quan trọng đối với một người ca sĩ. Thì cô nghĩ rằng nếu con cố gắng luyện tập nữa thì con cũng sẽ rất tốt trong tương lai. Chúc mừng hai con trong tiết mục vừa rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn hai bạn. Hai bạn đã mang đến một cái cảm xúc rất tuyệt vời cho cái ca khúc Bún Riêu Cua Đồng này. Hai bạn đập tay nhau một cái để chúc mừng hay là ôm nhau một cái nữa, bởi vì mình đã hoàn thành rất tốt nè. Yeah. Rồi, một tràng pháo tay cho hai bạn nhí của chúng ta đã thể hiện rất tốt ca khúc Bún Riêu Cua Đồng. Cảm ơn hai bạn. Đồng làng ven đi hồ tây xanh mênh mông trong tươi thắm ngàn chiều, làng em làm hoa hoa thơm ngát bốn mùa, hồ tây đôi bên trong tình yêu hoa lúa rộn ràng. Trong gió bân chân lội buồn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thấy chân. Ba giọng hát của chúng ta, Hoàng Yến, Lam Khuê và thành viên thứ ba Trâm Khanh. Và một lần nữa xin dành một tràng pháo tay cho ba bé. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét đầu tiên, xin mời gia đình của nghệ sĩ Thu Trang và Dương Triều Vũ. Hôm nay ba đứa mặc ba cái áo dài rất là dễ thương. Chú rất là thích cái cách mà con để tóc như thế này. Và ba đứa đã vẽ lên một cái bức tranh về cái nguồn lương thực mà không phải ở đâu cũng có được. Cái nguồn lương thực mà đã nuôi dân Việt ta qua biết bao nhiêu đời. Cảm ơn mấy con đã cho chú thấy một cái hình tượng rất tuyệt vời đó. Cảm ơn. Chúc mừng ba con. Cảm ơn chú. Về phần hát thì cô không có nói nhiều, nhưng mà cô thấy hình như là tụi con hơi bị run đúng không?
Nhất là Trâm Khanh, cô thấy là con hơi bị tâm lý chút xíu, con hơi bị run á, đúng không? Đâu có gì đâu run, cái này là mình đang vui chơi trên sân khấu mà, không có gì run hết trơn á đó. Cho nên chính vì cái sự hồi hộp, cái sự run của con á, đôi khi nó có ảnh hưởng chút xíu về cái phần biểu diễn của con. Các bạn khác còn lại thì được hơn, tốt hơn chút xíu. Cô cũng hy vọng là lần sau mà mình có cơ hội mình đứng trên sân khấu hay gì đó nữa thì mình phải tự tin lên, mình giải phóng cơ thể mình ra. Ba đứa nha, làm một lúc với chú nha. Chú Vũ ơi, chú Vũ, người ta thấy thoải mái hơn này kìa, thấy cháu cười không? Không. Trang, dạ Trang với Nghĩa lên gặt hái lúa thử xem sao cho biết. Ba đứa mình lên luôn. Trời ơi, gì vậy, cái gặt hái lúa quá đi. Không phải nè, ngay cả bây giờ nè, Trâm Khanh, cô Trang nói con nghe nha. Ngay cả bây giờ mọi người đã vui cười như vậy rồi mà con còn đang rất là căng thẳng. Thật sự con còn đang rất là căng thẳng, con chưa vui, con phải cười tươi lên. Nè, ngay cả nãy chú Vũ là làm vậy mà con còn không làm được giống như chú Vũ đó, con phải làm vậy. Đó, đây con Trang làm cho. Con đừng làm vậy, bởi vì mình là con gái, mình mặc áo dài trắng mà con, mình đâu có làm như vậy được. Bây giờ mình phải làm sao để giải phóng cơ thể. Bây giờ mời ba anh chị đi gặt lúa giúp giùm em cái. Dạ. Đó. Đó. Thôi bây giờ nè, ba đứa con hát lại đi rồi ba cô chú diễn cho. Mấy con đứng lùi lùi đến phía sau nè, giống như là mấy con là hát chính, là ba cô chú là múa minh họa vậy đó, phải không? Rồi bắt đầu hát đi, từ trong chạy ra rồi ngoắt nhau rồi kia chạy ra đó, hát 2 3 vô. Khán giả vỗ tay à. Yeah. Từ bàn tay xưa cày trong gió vẫn chân lội buồn sâu dưới trời mưa buồn, và đôi vai xưa gặt lúa mà tôi thiếu điều, ba người này vô phá nát luôn cánh đồng lúa vậy đó. Đó, Trâm Khanh, con thấy không? Nếu mà hồi nãy mà con tâm lý vui vẻ như vậy là bảo đảm với con là rất là hay luôn. Nhưng mà cô cũng khuyên tụi con sao một cô? Cái điều như vậy nè. Sao cô bán qua luôn rồi? chị Bảy ơi. Chị Bảy bán bông. Chị Bảy bán bông. Chị Bảy bán bông. Nè, cô đúng là cô kêu ba người lên thị phạm cho tụi con. Nhưng mà nhớ lời cô dặn. Đừng có bắt chước ba người đó. Tại vì cô mà bắt trước đó thì cái microphone con nó đã đi đâu rồi chứ nó không có nằm trong miệng tụi con. Ba người này gặt lúa mà cô tưởng đánh lộn ấy. Ý là con phải có một cái tinh thần thoải mái như vậy. Đúng đó rồi. Thì mình sẽ trình bày cái ca khúc đúng này nó hay hơn. Thật sự là cô thấy là bây giờ nè, cô lại thấy con hát hay hơn hồi nãy gấp mấy lần luôn. Cái tâm lý của tụi con thoải mái thì tụi con hát nè chuẩn hơn nè, mặt tụi con tươi hơn nè, hát hòa quyện hơn. Rút kinh nghiệm, nếu lần sau mình lọt vào vòng trong thì nên nhớ mỗi lần mình bước lên sân khấu cứ tưởng tượng là lần này mình hát xong là mình không được hát nữa đó. Thôi hát cho thoải mái, hát cho hết. Bây giờ tới cười tôi thấy ghét không? Hồi nãy tụi con ra hát cái bài đầu tiên á, chứ nghe một cái bài hát nó dễ thương, nó hay, cái giai điệu nó du dương. Mà sao, ủa sao mà mặt ba đứa nó buồn quá vậy ta? Cái chú bây giờ mình vô cái kịch bản này nè, cái list bài hát, thấy à, bài này tên là bài Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa. Mà mấy đứa hát cái mặt dòm như mùa đông vậy đó. Tại vì mặt của con đến mùa. Mặt của con hơi buồn, hơi căng thẳng á, chính vì thế là nó không toát lên được cái tinh thần của cái bài hát. Khi mà qua cái bài sau thì tụi con thoải mái hơn được một chút xíu, bởi vì cái tiết tấu nó cũng nhanh hơn, tụi con tự tin hơn rồi thì trình bày nó hay hơn. Đó. Đấy, tụi con cứ nhìn cái mặt của chú Nghĩa là thấy được mùa xuân nè. Đấy, mùa xuân. Đấy, mùa đông. Đấy, mùa xuân với mùa đông nó khác biệt rõ, thấy không? Mùa hè. Mùa thu.
Ủa mà sao buồn vậy? Thu ta lãng mạn mà. Thu buồn chị, tôi nói một lãng mạn, Thu là phải lãng mạn. Thôi với em Thu buồn lắm. Thu buồn. Xuất sắc, các con diễn vậy được là quá hay. Bây giờ mình nghe cái gia đình này. À, hôm nay tụi con đã thoải mái hơn nhiều lắm rồi. Chắc có lẽ là Minh Tuyết cũng ngạc nhiên tại sao Tuyệt Đỉnh Song Ca mà cái này nó tam ca. Là yeah, bởi vì là gia đình của Dương Triệu Vũ, Thu Trang và Thanh Bạch với lại Đoan Trang á, thì thay vì 12 người thì thương các bé cho nên tăng lên 14 người. Mà mình chỉ có 6 tiết mục thôi, cho nên thành ra phải có 2 tiết mục tam ca như thế này. Oh yeah. Và ba bé thì lần đầu tiên phối hợp với nhau như thế, cho nên là hai bài hát lại hoàn toàn mới. Mỗi một bé lại một phong cách khác nhau, phải chung trong một cái liên khúc như thế này. Thì lúc đầu các con lo lắm, và tất cả những mọi phần biểu diễn hầu như gạt bỏ hết, các con tập trung để hát cho đúng, tập trung để đúng nhịp. Mà cái phần bè thì đâu phải tuổi này mà quen hát bè đâu. Các bé đã vượt qua được chính bản thân mình. Hôm nay tụi con làm như thế là đã có thể nói là bài tập của cô Trang đưa ra là các con hoàn thành tốt. Phần diễn xuất tụi con vừa phải, để không có bị mãi chạy theo diễn xuất mà mình hát nó không tốt thì nó còn dở hơn. Cho nên chứ Bạch chấp nhận tiết mục của tụi con với cái mức độ ba đứa phối hợp ăn ý như vậy. Cười lớp, cười lớp. Xin mời ca sĩ Đăng Trang. Ba đứa con hôm nay lúc bước ra hát, cô muốn chảy nước mắt. Tại vì không ai hiểu cô cháu mình hơn là chính cô cháu mình hiểu nhau, đúng không? Đối với cô, tụi con đã cố gắng hết sức rồi. Còn những cái gì còn lại về nhà mình sẽ nói với nhau. Cô ước gì cô có thêm thời gian để ở bên cạnh tụi con, để cho tụi con thêm tinh thần, để cho tụi con thêm những bài học cùng với chú Thanh Bạch ha. Như vậy là tốt rồi, chúc mừng tụi con. Các bạn nhỏ phải cảm thấy rất là thoải mái, tại vì ngày hôm nay các bạn rất là dễ thương và các bạn đã mang đến cho khán giả nghe một cái bản mashup rất là khó. Mấy con không có gì phải buồn hết. Yeah. Mấy con phải hạnh diện hơn tất cả những người bạn khác. Bởi vì sao? Bởi vì khi mấy con trình diễn được chú Vũ nè, cô Trang nè, chú Nghĩa nè lên minh họa cho con, có cái vũ đoàn nào mà lộng lẫy được vậy không? Đúng rồi. Khó lắm nha con. Đâu phải ai bây giờ chú Nguyên Khang là muốn cũng đâu có được mấy cô chú lên minh họa cho vậy đâu, đúng không con? Mà mấy con được cả ba cô chú lên vậy rồi, cô Minh Tuyết đứng ôm bông phụ họa với con nữa, trời ơi quá trời đã rồi, còn cái gì nữa con? Hãnh diễn cười lên. Ok rồi, vui lên tụi con, không sao hết. Ok dễ thương ba cô gái trong tà áo dài trắng của chúng ta. Cười lên đi con. Cảm ơn 6 huấn luyện viên đã cho chúng con những cái góp ý để làm cho tụi con có nhiều kinh nghiệm trong chương trình này. Tại vì là lần đầu tiên tụi con hát thâm ca nên cũng chưa có hòa hợp với nhau lắm. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiết mục tam ca và cũng cảm ơn phần biểu diễn của vũ đoàn ba người đã làm tan hoang cánh đồng lúa của chúng ta. Bây giờ điều quan tâm nhất là con thơ thiếu lý ra sao, vinh lâm đẹp trai ngọt ngào, ăn cho thật đã thật nhiều, nhìn đồng lúa ngó xanh, lên mây tìm phố Đà Lạt, muốn hoa diều vô thật đẹp, vi vu ngoài gió cười đùa, tìm dòng suối. Xanh xanh bão nỗi trèo trùng cùng trời mây, vô tích nhiều thật hay, gắn với nhiều cảnh đẹp cả năm bay. Tiếng bác khi xưa đưa trao nơi tháp dù là Hà Nội thủ đô, nơi có nhiều hồ thật là to, cũng có chùa một cột nhỏ xinh, có nhân hoàn thành từ ngàn năm trước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảnh đẹp cả nàng mai. Phiêu bác khi xưa đường trang đời đang dù là Hà Nội thủ đô, nơi có nhiều hồ thật là to, cũng có chủ một con nhỏ xinh, có nhân hoàn hành từ ngàn năm trước. Thế nào nước về miền Tây sông nước đầy cần hơ điều lý ra sao. Vinh lâu để trái ngọt ngào, ăn cho thật đã thật nhiều, nhìn đồng lúa ngó xanh lên bay tìm phố Đà Lạt, mùi hoa rượu bước thật đẹp, vì vu ngọ gió cười đùa tìm dòng suối mát trong mát trong mát trong. Oh, 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 oh. Để cùng kiếm mang mang vì chúng bao đời cát chung chung xa tin, một mình theo lớp sóng vẫn to như đưa em ra khơi xa. Để mơ ước cảnh đẹp của Việt Nam bao lần nhìn lại như trong tranh vẽ, để rồi vẫn mãi như mơ như thơ khi đi đến nơi ôi thật bất ngờ, ôi thật bất ngờ, ôi thật bất ngờ, ôi thật bất ngờ, bất ngờ thiệt quá à. Ôi thật bất ngờ, ôi tình người, ôi tình người, ôi từng ngày, ô, từng ngày, ô, ngày đó không còn xa, không còn xa. Mang mang ghi chung bao đời cát chung chung xa tin, một mình theo lớp sóng thật cao như đưa em ra khơi xa hơn về mơ ước cảnh đẹp của Việt Nam. Bao lần nhìn lại nhìn trong tranh vẽ, đời rồi vẫn mãi như mơ như thơ khi đi đến nơi ôi thật bất ngờ. Để vẫn mãi như mơ như thơ khi đi đến nơi ôi thật bất ngờ. Để vẫn mãi như mơ như thơ khi đi đến nơi ôi thật bất ngờ. Thưa quý vị, và đó là hai chiến binh đến từ đội của nghệ sĩ Thanh Bạch và ca sĩ Đoan Trang. Xin được giới thiệu Huyền Trang và cô gái còn lại là Ánh Tuyết. Cũng xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hà, một người bạn rất là thân của nghệ sĩ Thanh Bạch, đã viết lại lời mới và với ca khúc ca ngợi những cái vẻ đẹp của quê hương đất nước, ca ngợi những cảnh đẹp của non nước hữu tình của Việt Nam, và phù hợp với lại lứa tuổi của các bé, một ca khúc sôi động thật bất ngờ. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét chia sẻ từ phía đội nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ, xin mời. Cô thấy là cái tiết mục của tụi con rất là hay, rất là sôi động. Cô cũng rất là bất ngờ tại vì vòng đầu con hát là Tây Nguyên hát hú 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 hú. Cái tập đầu đó là con một cái màu khác. Qua tới tập này thì con là một cái màu khác nữa, thì cô cảm thấy là con rất là giỏi. Còn cái tiết mục của hai đứa con thì cô thấy rất là hay, rất là lửa. Cái thần thái ở trên sân khấu khi mà tụi con biểu diễn á, thì hai đứa phối hợp rất là tốt với nhau. Chỉ có là bạn Ánh Tuyết thì hơi rụt rè hơn là bạn bên này. Con phải tự tin hơn một chút xíu nữa để mà hai đứa hòa hợp, hòa quyện với nhau để làm một cái tiết mục thật là hoàn hảo. Dạ, con cảm ơn cô. Xin mời ca sĩ Dương Triệu Vũ. Về tiết tấu, về nhịp, về nốt thì tất cả mọi thứ Vũ thấy là rất là ổn. Nhưng mà tại vì đây là một cái bài hát cũ nhưng mà lại được viết lời mới, với cái tiết tấu nhanh như vậy, khi mà mình hát ra mình khó để cho khán giả nghe được hết những cái lời ở trong cái bài hát. Cho nên là cái đó là cái duy nhất mà chú nghĩ là mấy con phải khắc phục thôi. Mình hát cho nó rõ mấy cái chữ đó ra. Nhưng mà hôm nay mấy con diễn rất tốt, và nhất là có một cái bài mà cái lời nó ca ngợi quê hương của mình. Vũ cảm ơn anh Bạch đã cho viết lại lời dễ thương nhé. Dạ, xin mời gia đình Hắc Bạch chia sẻ. Cô thấy hai đứa con được một cái như vậy nè, hát song ca đó mà hát bè khó lắm, và hát cho đều cũng rất là khó, mà tụi con hát bè rất là chắc và hát rất là đều. Cái điều đó cô rất khen hai con, chúc mừng tiết mục của hai con rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Xin mời anh Bạch Công Tử chia sẻ. Mấy cô chú đây hơi khó tính với hai con. Biết rằng một cái thử thách quá khó với cái độ tuổi của các con. Có thể cái giai điệu bài này không khó, nhưng mà cái nhịp tiết tấu nó quá nhanh, cộng thêm cái lời nó quá nhiều, mà các con đã giữ đúng nhịp, đúng tiết tấu, đúng cái tinh thần như vậy đã là quá giỏi rồi. Còn bây giờ bắt buộc các con phải nói cho, hát cho rõ thì từng chữ, từng lời thì đúng là nó vượt quá cái khả năng của mình. Coi như bây giờ mình tưởng tượng mình ngồi mình nghe một cái ca khúc mà không lời đi, thấy nhịp nhàng tốt, trình diễn hay, sinh động, hai bé nó quá dễ thương, vậy là hài lòng rồi. Chú thì chú đơn giản lắm con. Thiệt chú nghe không nghe được tụi con hát cái gì hết trơn á. Chú nói cuối thật, cùng là ổng khen nhưng ổng mà là bởi vậy? Vì chú thấy rằng cái phần trình diễn của con nó cuốn hút,
Cái phần trình diễn của con nó cuốn hút, nó sôi nổi là chú thích rồi. Chú nghe nhạc thôi là chú đủ vui rồi. Còn nhiều khi mấy cô chú là ca sĩ chuyên nghiệp, mấy cô chú góp ý để mấy con hoàn thiện tốt hơn nữa. Đúng thôi. Đúng rồi, chứ tụi con là giỏi lắm rồi, rất là giỏi rồi. Nhưng mà phải nói đi, tụi con hoàn thiện hơn nữa thì mình mới giật được cái tuyệt đỉnh song ca chứ. Đúng không? Xin cảm ơn gia đình Hắc Bạch. Bây giờ đây thì xin mời gia đình Bạch Gia Trang, nghệ sĩ Thanh Bạch và ca sĩ Đơn Trang chia sẻ. Cô là cô rất là khâm phục hai con ở trong đội của mình. Khi mà cô đưa ra cái bài hát, tụi con nhận cái đề tài của cô chú đưa ra và lo tập cho cái phần của mình một cách rất là tập trung. Cái đó là một trong những cái ưu điểm, một trong những cái yếu tố mà cô rất là cần cho những chiến binh của đội của cô và chú Thanh Bạch. Các bạn phải quyết liệt, các bạn phải tập trung, các bạn phải biết mình đang làm gì. Vòng trước với vòng sau phải khác nhau. Cô muốn tụi con phải thử nghiệm và phải chinh phục với những cái thử thách của chương trình đưa ra, của cô và chú trong đội của chúng ta đưa ra. Thì khi mà tụi con đạt được, tụi con mới trưởng thành từ từ, tụi con mới học được một cái gì đó ở tuyệt đỉnh song ca nhí. Cái đó là cái cô mong muốn. Cho nên cô mong là tụi con phải hết sức giữ cái tinh thần như vậy để đi tiếp vào các vòng trong, nếu như tụi con có may mắn được thầy cô chọn, được tất cả mọi người ủng hộ. Để làm gì? Để cho tất cả chúng ta, thầy cô, tất cả mọi người cùng với nhau đưa ra những cái tiết mục rất là đặc biệt cho chương trình. Cho nên phải cố gắng, hứa với cô hết mình và hết mình nha. Chúc mừng tụi con. Khi mà có sự thay đổi á, nhờ nhạc sĩ Nguyễn Hà nói Hà ơi giúp dùm anh Bạch cái vụ này, phải đổi nguyên một bài để tạo thành một cái bản tổng phổ mới cho một cái lời hoàn toàn mới. Anh ơi nhưng mà chừng nào em mới giao? Thôi khoảng, mà gọi lúc buổi tối á, khoảng 12 giờ trưa mai được không? Nguyễn Hà, dạ em cố gắng. 12 giờ Nguyễn Hà gọi lại: anh Bạch ơi, cho em đêm nay nha anh Bạch. Và bởi vì cái thời gian quá ngắn, và khi đêm nay xong thì có nghĩa là sáng hôm sau đưa bài cho các bé, thì không biết các con học như thế nào, mà cái lời nó rất là nhiều, mà tụi con đã thuộc cái bài cũ rất là tốt rồi, cái bài chính rồi, và bây giờ tụi con không có thể phân vân vì nhớ lời như thế nào nữa. Cho nên chú Bạch bây giờ muốn nghe lời hai con, cổ vũ tinh thần hai bé chúng tôi đi học. Về mầm mầm miền Trung, vào đời ca trung trung xa tin, mong mình theo lớp sóng vẫn to như đưa em ra khơi xa hơn. Hơn em mơ ước cảnh đẹp của Việt Nam, bao lần nhìn lại nhìn trong tranh vẽ để rồi vẫn thấy như mơ như mơ khi đi đến nơi, ôi thật bất ngờ. Cái bài này cái lời nó rất là khó để mà có thể nhớ được trong một thời gian ngắn và tập luyện. Hai bạn đã làm cách nào để có thể nhớ chính xác được những cái từ ở trong bài này? Huyền Trang em chia sẻ đi. Dạ, thực sự thì khi được cô Trang và chú Thanh Bạch đưa lời mới thì lúc đấy là vào buổi tối ạ, rất là khó thuộc, nhưng mà em vẫn bật điện và tập cố gắng là học thuộc rồi bắt đầu mới áp dụng nhạc vào trong bài hát của mình. Thế còn với anh Tuyết thì sao? Dạ thì con cũng giống như chị Trang, thì ngồi lúc là khuya rồi, con ngủ có một mình nên rất là sợ. Mình phải mở đèn lên để học mồ hôi sau nữa mới có thể ráp nhạc được. Một lần nữa xin chúc mừng Huyền Trang với Ánh Tuyết, hai em đã thể hiện rất là sôi động ca khúc này trên sân khấu. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng hai bạn nha. Yeah.
Alex. 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 Chưa nè. Rồi.
This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Little bit of love. Little bit of love. Little bit of love. Little bit of love. Con vẽ hình ảnh người bố với người mẹ lên trên cái bảng làm cho cô rất là xúc động. Bật ở trong cái bài dựng của con là một cái sự mạnh mẽ, là một cái sự kiên định của một cô bé đứng ra giúp đỡ cho các bạn và mạnh mẽ có một cái cú bay cuối cùng để mà có thể về cái con đường an toàn. Mạnh Quyền, thử tài siêu nhí lần này rất là mừng khi có Xuân Thảo, Đình Lộc và có em. Cái sự xuất hiện của các em trong các chương trình như thế này nó nâng tầm nghệ thuật nhảy múa lên nhiều bậc khác nhau và vượt trên cái đam mê, cái kỹ thuật. Đó là cái tâm hồn nghệ sĩ. Cái đó không phải ai cũng làm được. Và Alex ơi, con lột tả được tất cả những cái nội tâm của nhân vật con đang mang. Ngồi dưới đây có hai người nước ngoài thì cô đoán đó là bố của con và gia đình của con, có đúng phải vậy không? Đúng rồi. Chắc chắn là bố đang rất rất là tự hào về con. And we really want to hear something from you, what you feel from your daughter's performance right now. Well, it brought tears to my eyes. It was the first time I'd seen it. I thought it was very, very touching. It was emotional. I thought it was amazing. I'm very impressed. I'm very proud. The last 2 weeks, there was a lot of hurt. To get to this point here now, it's been an amazing journey. It really has. Congratulations. Thank you for your appearance today. Tại Duy muốn được nghe thầy Mạnh Quyền chia sẻ tí xíu về tất cả những gì mà bạn mong muốn được dành cho Alex ở phần thi cuối cùng trong đêm chung kết xếp hạng này. Khi mà em nhận Alex về, như mọi người biết là Alex chuyên về hip hop, mỗi lần Alex xuất hiện là con đang đại diện cho một thế hệ tuổi trẻ. Con nhỏ, mình sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp hơn và giỏi hơn. Em rất là hạnh phúc bởi vì cái cú bay cuối cùng á là em rất là sợ khi mà mọi người mà chụp được Alex á, ai cũng khóc hết. Bởi vì Alex hay làm fail cái đoạn đó. Alex rất là sợ độ cao. Và em đang cố gắng là hằng ngày thầy sẽ cố gắng giúp cho con để vượt qua được cái giới hạn đó. Một cái mà con luôn luôn sợ và hôm nay con đã làm được. Đó là niềm tự hào lớn nhất của thầy trong chương trình này. Cái câu chuyện này nếu như là thực tế thì nó sẽ rất là đau đớn. Nhưng mà thầy của con đã nhìn cái câu chuyện này với một cái ý chí nó rất là mạnh mẽ. Tất cả những cái tổ hợp, những cái tạo hình mà thầy con làm, nó đều mang cái tính biểu tượng và cảm xúc. Nó xoáy vào trong trái tim của người xem và làm cho tất cả mọi người xem nghẹn ngào, xúc động. Và ngày hôm nay, cái cú bay đó của con, nó không phải là một cái cú bay bình thường nữa. Nó là một cái cú bay thần tốc, một cái cú bay thần thánh, như là một mũi tên. Nó bắn ra khỏi cái bức tường vốn từ lâu đã ngăn che con với những cái điều mà con run sợ. Và ngày hôm nay, con đã làm được điều đó. Chúc mừng con và cảm ơn Mạnh Quyền cũng như tất cả những người bạn đã hỗ trợ cho con trong tiết mục này. Cảm ơn thầy Đại Nghĩa và một lần nữa xin được chúc mừng cho thầy Mạnh Quyền và Alex của lớp học C trường. Xin cảm ơn.
buồn đâu, tỏa hương sắc nghi sen từ nơi thẳm sâu tận trong trái tim người Việt. À ơi trái tim người Việt, miền thơ nhẹ nâng gót sen em ta áo mộng mơ ôm ấp tấm thân ngọc ngà. À ơi tấm thân lụa là mong manh thanh khiết. Buồn nâu tỏa hương sắc y sen từ nơi thẳm sâu tận trong trái tim người Việt. À, chạm vào tim ai, tâm sen hay là tâm em giữa đêm đen vẫn tỏa lan hương thơm ngát. Mong yêu thương này cho đời em tinh khôi giữa mây trời, thanh cao mơ màng tựa dáng ai. Mong yêu thương này cho đời và em kêu hạnh giữa muôn người, có phải em hay là sen. Đẹp quá Vũ xin Đoàn chúc mừng ơi. Cho bé Giang Nghi và xin cảm ơn các vũ công của vũ đoàn Phương Việt. Và bây giờ chúng ta lắng nghe nhận xét từ ban giám khảo nha. Dạ mời cô. Em nhìn cũng coi trưởng, em nói thiệt ngay góc này em nhìn xuống em thấy được cái bộ nữ trang không, em không thấy cái mặt của cổ. Em thấy cái bộ nữ trang của cô đẹp không? Dạ rất là lấp lánh đó, thấy không, con nít không có nói dối đâu nha cô, lấp lánh lắm luôn. Cô cảm ơn con. Trang ơi Trang, bé nó lấp lánh thôi nha chứ không khen đẹp nha. Lấp lánh là đủ rồi, tại vì tiêu chí của cô ngày hôm nay tới đây cũng là để tỏa sáng kẻ mấy đứa con, cho nên như thế là tỏa sáng rồi phải không mấy đứa. Cái bài của con vừa rồi phải nói là quá đẹp. Cô muốn tất cả mọi người hoan nghênh con một lần nữa, bé Nghi. Cảm ơn cô. Và tiết mục sen cũng cho thấy là con rất là đa dạng trong cái phong cách âm nhạc của cá nhân con. Và thầy Quốc Đại cũng như hôm nay có sự hỗ trợ của cô Vân Trang làm cho con càng đẹp hơn trong mắt của khán giả với cái tiết mục này. Về sự dàn dựng là tiết mục là có vũ đoàn Phương Việt là trang phục, rồi cái nền backdrop toàn là sen, rồi trên sân khấu tất cả mọi thứ hiện lên cái màu hồng rất là đẹp, tôn lên cái vẻ đẹp của con ngày hôm nay. Nhưng mà đồng thời cái nội lực ở trong con
nó cộng hưởng thêm với cái vẻ đẹp bên ngoài. Con hát mấy cái nốt cao rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Thêm một cái nữa, cô khen con cái bản lĩnh của con, nhất là cái đoạn mà khi con xuống dưới rồi, rồi con tự bước lên trên cái bục kia, ba cái bậc tam cấp đó rất là cao, mà con còn có cái váy dài, con bình tĩnh con đi lên và con hát cái đoạn phiêu ba cái nốt rất là cao ở giữa bài, thì làm cho cô thấy là con có một cái phong thái của một người nghệ sĩ thật sự. Cô chúc mừng con ngày hôm nay. Dạ, con cảm ơn cô. Những mỹ từ đã dành cho con nãy giờ rồi và mọi người đều cảm giác được rằng là đây là một tiết mục quá đẹp. Cô có một chút lo lắng cho con ở cái phần đầu tiên, tại vì thực sự là cô không có nghe được cái phần đó, cái âm sắc nó có thể nó không quá phù hợp với giọng của con. Nhưng mà ở đoạn sau thì con đã lấy lại hết tất cả những gì mà người ta đang mong muốn thấy ở bé Gia Nghi, và cô thực sự thấy cái thần thái của con. Cô nghĩ rằng á, một bạn ở độ tuổi của con để mà làm chủ sân khấu để biểu diễn được bài hát này thực sự rất khó. Tại vì phải có cái bên trong, đó là sự tinh tế mới có thể hát và có cái thần thái thể hiện ra bên ngoài như vậy. Cô nhớ ở cái đoạn mà lúc mà nhạc chuyển, để mà chuyển sang cái khúc mà nó cao mạnh hơn, nó mạnh hơn á. Đúng rồi, cao để mạnh hơn á. Lúc mà các cô vũ công tháo chiếc áo màu lá sen của con ra, và con có cái ánh mắt sắc hơn, nhưng mà nó không phải là cái sắc lẹm theo kiểu quá dữ dội, mà nó là cái điều cần phải có ở một cái đoạn chuyển như vậy. Nếu mình thiếu điều đó thì có thể là khán giả người ta sẽ không có tập trung vào mình nhiều, bởi vì trên sân khấu là tất cả các cô vũ công đều quá đẹp. Và điều đáng khen nữa là ở bé Gia Nghi vẫn có cái sự hồn nhiên của một em bé, và làm cho thầy cô ở đây cảm thấy rất là vui khi được nhìn thấy tài năng của các con tỏa sáng một cách thật là đẹp đẽ, một cách thật là lung linh, nhưng cũng thật là hồn nhiên như vậy. Chúc mừng Gia Nghi. Một lần nữa cảm ơn Gia Nghi với tiết mục Sen. Cái gì vậy em? Sao em cảm thấy nhớ nhà quá à? Nhớ quê của mình nữa. Anh cũng nhớ nhà, nhớ quê của mình nữa. Nhưng mà bây giờ á, gia đình mình xa quê rồi, biết sao bây giờ. Trong đôi nghe tình quê hương gọi mãi trong...
rồi lối ấm thân dầm giá gạo cháy đuôi đẹp lắm quê hương thôn trắng tuyệt vời câu hát thay lời tình quê ngọt bùi dù xa xôi nhớ ngài trong và Dạ Thảo trong ca khúc Gợi Nhớ Quê Hương. Và xin mời gia đình nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Minh Tuyết. Hai con tập với nhau rất là nhiều phải không? Dạ tập 2 ngày cô ơi. Có 2 ngày thôi đó hả? Dạ. Tập có 2 ngày, mỗi ngày tập bao nhiêu tiếng? Cỡ nửa tiếng, nửa tiếng. Tiếng. Thành thật quá các con, thật là đáng yêu. Cô nghe tụi con trả lời cô choáng váng quá. Vì tụi con không có tập nhiều, nhưng mà cô nghe từ đầu bài tới cuối bài á, từng cái ngắt câu, từng cái lấy hơi rất là đều với nhau. Có người là dê dơ, mình có người vậy, nhưng mà có người là luyến kiểu khác. Nhưng hai con luyến y chang cái nốt giống nhau luôn. Cho nên cô rất là khen hai con trong bài hát này. Dạ, cảm ơn cô. Nhưng mà cũng phải nói là các bé cũng đã tập rất là nhiều ở nhà đúng không? Các con cũng tự tập rất là nhiều một mình với cái ca khúc này. Và cũng chia sẻ là tại vì hai bé là cô cũng ở xa, ở tới tận An Giang lận. Cái mà cô khen là các con tự làm bài tập ở nhà. Tất cả các thí sinh phải nên nhớ, cái quan trọng nhất là khi huấn luyện viên của mình dạy cho mình xong rồi đó, thì các con phải về nhà và bản thân mình phải tự làm bài tập. Và xin mời gia đình Vũ Trang chia sẻ. Vũ nghĩ cái đáng yêu khi mà mình làm với trẻ con á, là tức là mình hỏi gì nó suy nghĩ sao, hoặc là có gì là nói y chang vậy. Lúc nãy hai con hát trên đó không biết, chắc con không biết, nhưng mà chú ngồi đây chú đã rơi nước mắt và chú phải kềm chế cái cảm xúc của mình. Là tại vì cái cảm hứng mà để chú dàn dựng cái bài này cho con là khi chú xem cái phim Dạ Cổ Hoài Lan. Chú cũng sống ở nước ngoài từ lúc chú 9 tuổi, cho nên chú hiểu được cảm xúc mà khi mà mình thèm những cái gì mà nó chân thật, nó gần gũi nhất đối với mình. Cho nên khi hai con hát về quê hương, rồi một đoạn mà cái đồng lúa nổi lên ở phía sau. Em đừng có giật cái vương miệng mít ướt của chị nha. Hai chị em mình mít ướt thiệt luôn á. Chú thấy cái cảnh đồng lúa, rồi hai con hát những cái lời ca ngợi quê hương, nhớ đến quê hương, thì làm cho chú cảm rất là xúc động. Và khi thấy hai con là hai đứa mà hiền nhất ở trong cái đội của Dương Triều Vũ, cho nên những cái lời lẽ của con hát về quê hương nó rất chân thật và nó tới thẳng trái tim của chú. Và chú tin chắc là những cô chú ở dưới đây khi nghe mấy con cũng có cảm xúc động đúng không? Y chang như vậy. Yeah. Hai con lại ôm chú Vũ động viên chú một cái. Dễ thương. Rồi chú Vũ không được mít ướt. Cô Trang không mít ướt có được ôm không? Nhưng được mà xin lỗi mà. Cảm ơn nghệ sĩ Thu Trang. Thiệt sự Vũ rất là cứng rắn nha. Về tình yêu, về cái gì Vũ rất là bản lĩnh. Nhưng mà chỉ có hai chủ đề duy nhất mà mỗi lần nói lên là Vũ không có kềm chế được. Thứ nhất là về quê hương, và thứ hai là về cha mẹ. Chỉ còn hai chủ đề đó là tự nhiên nó chảy nước mắt. Nước mắt nó ròng ròng nó chảy ra. Dạ. Trang ơi, chuẩn bị sẵn một bịch khăn giấy để khi nào mà Vũ rơi nước mắt mình quay qua mình chậm liền, chứ đâu có thể làm phiền nhà hàng xóm người ta qua chậm nước mắt ngoài được chứ. Sau cái tiết mục này là em sẽ có sự đầu tư. Một lần nữa xin được dành một tràng pháo tay cho hai bạn của chúng ta, Long và Thảo. Chúc mừng hai bạn.
nổi lửa lên em. Cùng với Phương Phi và Quỳnh Thi, cùng với tiểu đội Nhí. Dạ, cảm ơn các con. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nổi Lửa Lên Em với phần biểu diễn của hai chiến binh đội huấn luyện viên Đại Nghĩa, Minh Tuyết, Cẩm Ly. Bây giờ thì Quy Khai xin phép mời gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ trước. Các con đang đóng vai gì khi mặc bộ đồ này, các con biết không? Các con là ai? Dạ con, các con là người nấu đồ ăn cho mấy chú đánh giặc. Đúng rồi, chính xác. Đó, hồi xưa đó, khi mà thanh niên mà cái thời chiến tranh á, mà đi chiến đấu á, thì ai cũng thích xông ra mặt trận, chứ không có ai chịu ở nhà nấu ăn hết. Cho nên có một loạt bài hát để ca ngợi những cái người mà lo cho sức khỏe của đoàn quân là phải nấu ăn, có bài Nổi Lửa Lên Em. Tụi con hát và hiểu bài hát là tốt rồi. Còn con hát bài này nó mang một cái tinh thần rất là lớn, mà sau này các con đã hiểu là cái sự vui vẻ hay còn gọi là lạc quan, mà trong khi con học lớn lên sẽ nói là lạc quan cách mạng đó. Khi mình chiến đấu nó rất là gian khổ, nhưng mà nếu thiếu cái sự lạc quan vui vẻ đó thì mình sẽ bị không có đủ cái năng lượng để mình chiến đấu, mà u buồn đó thì chắc chắn là sẽ thua. Cho nên tụi con đang rất là thắng, để khi huấn luyện viên đã rất là tinh tế để cho tụi con một bài mà tụi con tung tăng, mà các chú, các bác, các cô đã từng chiến đấu lại vô cùng yêu, cảm thấy xúc động và cảm thấy thế hệ mới bây giờ làm quá tuyệt vời. Giống như là chú Bạch nói với tụi con á, là cái tinh thần của con rất là lạc quan trong cái bài hát này luôn. Mà nếu như mà đoàn quân mà có tụi con làm hậu cần á, chắc là đi đến đâu thắng đến đó đó. Rồi bây giờ chúng tôi xin mời nghệ sĩ Đại Nghĩa chia sẻ về hai cô nhóc tì nhỏ xíu của chúng ta mà hát khỏe quá khỏe. Đây là hai chị nuôi, nấu cơm nuôi các anh chiến sĩ, nuôi khéo quá mà. Mà cái tinh thần các con dễ thương, vui vẻ, sôi nổi. Cái điều mà chú thích đây á là hai con ra sân khấu lúc nào cũng tươi tắn, nó rất là phù hợp với cái bài hát này. Các con cứ cười, bạn bên đây hát thì cứ hát, bên đây mình cứ cười. Đó rồi tới khi mình hát thì mình cầm micro lên mình hát thì bạn bên kia bắn cười. Đó, hai con nó dễ thương ghê lắm luôn á. Chú không nghĩ rằng là hai con làm hai cái chị nuôi mà nó đáng yêu đến như vậy. Đó mà cái đoàn quân phía sau nó cũng thấy thương nữa. Mà chính vì cái điều đó nó làm cho cái tiết mục này của chúng ta nó thu hút mọi người. Đúng là như cái bài Nổi Lửa Lên Em đó. Đó, thì cái bài này nó nổi lửa, nó đốt cháy tất cả mọi người ở đây bởi cái sự hồn nhiên dễ thương của các con. Mặc dù có thể là ở cái tuổi của các con á, các con chưa có hiểu rõ lắm về cái công việc của những cái cô chú ngày xưa khi mà đi ra trận là phải như thế nào, và những cái người anh nuôi hay là chị nuôi ở lại hậu phương, ở trong bếp thì sẽ phải làm gì, cái trách nhiệm của họ đã làm sao. Nhưng mà chính cái sự hồn nhiên của các con đưa vào trong cái tiết mục này làm cho mọi người nhìn vào cái công việc này, ôi mấy anh chị nuôi ngày xưa đáng yêu quá. Nhất là những cái bạn nhỏ mà trạc tuổi của con á, khi xem tiết mục này của con thì sẽ thấy yêu, thấy quý các cô, các chú ngày xưa hơn rất là nhiều. Cảm ơn hai con về tiết mục này. Cảm ơn nghệ sĩ Đại Nghĩa. Quá trời lời khen dành cho hai cô gái của chúng ta. Nào hai chị em ôm nhau cái mừng coi nè. Kể từ khi còn thơ bé, mẹ luôn vô về chở che, và ánh mắt chứa chan bao điều nhiều lo lắng. Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn, giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn. Giấu giếm con bao điều mẹ nói dối con thật nhiều, để gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu. Giấu khát khao đời mình và ước muốn như vô hình, dành tất cả cho gia đình lặng im câm nín. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi, người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người, thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sớm thoái, mẹ yêu ai. Mẹ ơi, mẹ ơi, xin đừng lo nhé mẹ ơi. Mẹ yêu ai, mẹ ơi, mẹ ơi.
Kể từ khi còn thơ bé, mẹ luôn vô về chờ che, và ánh mắt chứa chan bao điều nhiều lo lắng. Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn, giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn. Giấu riêng con bao điều mẹ nói dối con thật nhiều, để gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu. Giấu khát khao đời mình và ước muốn như vô hình, dành tất cả cho gia đình lặng im cam nín. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi, người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người, thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sớm thôi, mẹ yêu ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, xin đừng lo nhé mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ chỉ được hạnh phúc thôi. Vô về chờ che, mẹ ơi, mẹ ơi, con yêu mẹ. Xin được chúc mừng cho Lưu Quốc Vượng đã hoàn thành phần thi của mình. Và xin phép được mời cô Úc sẽ là người chia sẻ đầu tiên về phần dự thi này của bé Quốc Vượng ạ. Ngay từ khi mà hình ảnh của con lúc nhỏ hiện lên là cô đã tràn nước mắt rồi. Tại lúc bé con đáng yêu lắm Vượng. Con dễ thương, tất cả những em bé đều rất là đáng yêu. Và cô nghĩ tới các con của mình mà cô cũng nghĩ đến những em bé xung quanh mình nữa. Nhiều cái luồng cảm xúc trong cô. Cô là một người rất là yêu việc làm mẹ, rất là hạnh phúc với cái sự vất vả của mình. Và nghĩ rằng là cuộc đời mình á, cái điều giá trị nhất đó là mình được làm mẹ. Mẹ của con cũng như vậy. Nhìn nụ cười của mẹ con trong những hình ảnh mà mấy mẹ con vui với nhau, hay là lúc con nằm trong vòng tay của mẹ con ấy, cô biết rằng là mẹ của con sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để cho con của mình được chạm tay tới ước mơ. Ba mẹ phải thật là hạnh phúc. Mẹ phải được hạnh phúc như lời bài hát. Và chúng ta sinh ra những đứa con, điều chúng ta mong muốn nhất đó là con của mình được khỏe mạnh, bình thường, được trở thành một người tốt, trở thành một người có ích. Còn nếu như may mắn con của chúng ta tài năng, thành công, thì đó quả thật là điều rất là tuyệt vời mà không cha mẹ nào lại không mong muốn như vậy. Nên cô xúc động và cô cũng ước ao một cái điều nó lớn hơn, đó là mọi trẻ em đều được hạnh phúc, đều được yêu thương, đều được bảo bọc, bởi vì trẻ em phải được điều đó. Ít nhất là trong chương trình này thì chúng ta cũng đã cho mọi người thấy rằng là những đứa trẻ đến đây, các con được làm cái điều các con thích. Mặc dù có thể là có sự vất vả đấy, bởi vì riêng đối với công việc nghệ thuật, nếu như không có vất vả, không có cố gắng thì sẽ không bao giờ có được những tiết mục tốt và chỉnh chu. Cho nên cái sự vất vả đó nó thật là xứng đáng. Cô cảm ơn con vì tiết mục này. Cảm ơn cô Úc. Về phần biểu diễn của con ngày hôm nay thì cô cũng chia sẻ với con rằng á, là một cái người nghệ sĩ, người ta hát một cái ca khúc mà được gọi là một người ca sĩ thông minh á, có nghĩa là người ta biết lượng cái sức của mình, biết điều tiết cái năng lượng của mình, cái làn hơi của mình trong cái bài hát. Mình sắp xếp cái bài hát nó giống như một cái chiến lược như vậy đó. Trong cái tiết mục ngày hôm nay con hát á, thì cô cảm nhận được là con hát với cái cảm xúc của mình, nhưng mà đồng thời cái năng lượng mà con dành cho cái bài hát của mình á, nó chưa hợp lý lắm. Tuy nhiên con là một em bé, như ngay từ đầu cô đã nói là có một cái vốn quý trong giọng hát của con. Và một cái điểm mà cô cảm thấy rất là mừng, con vừa có vẫn giữ được cái độ chuyên nghiệp của mình, nhưng vẫn giữ được cái sự hồn nhiên của mình, không để bị cái sự chuyên nghiệp quá lấn át. Cái đó là cái các cô chú muốn nhìn thấy đúng thật sự, đúng thật sự. Hôm nay cô mừng lắm, cô thấy ở con một cái sự cân bằng giữa cái nét diễn xuất của mình, giọng hát, cũng như là cái nét hồn nhiên của chính cái lứa tuổi của con. Nhưng mà cô chỉ nhắc nhở là hát, dù cho cảm xúc bao nhiêu, mình cũng phải kiểm soát và
tính toán cái làn hơi của mình như một chiến lược để cho xử lý tất cả các đoạn đều phải hiệu quả nhất nha con. Chúc mừng con. Con cảm ơn cô ạ. Đào Duy muốn được hỏi thầy Nam Cường rằng là ngày xưa là mình bắt đầu thích ca hát từ khi nào và bố mẹ có ủng hộ mình? Mình nhớ là cái khoảng thời gian vào năm 2003 lúc mà mình bắt đầu quyết định vào Nam để lập nghiệp. Thì nhà Cường thì không có ai theo cái nghiệp ca hát hay là làm nghệ thuật cả. Cho nên là khi mà quyết định đi là một cái sự đắn đo rất là lớn trước khi mà nói chuyện với bố mẹ. Ba là người rất là khó tính trong nhà mà ba nói một câu mà Cường nhớ đến bây giờ. Thôi thì con hãy làm cái gì mà bản thân con thích thì con mới thành công được. Ba mẹ không có ép, nhưng nếu không thành công hãy về đây với ba mẹ. Bố mẹ dù là giàu nghèo hay là ở một cái hoàn cảnh nào đó cũng làm tất cả mọi thứ vì con. Có thể họ nhiều tiền, họ có thể là hỗ trợ được cho con được nhiều điều kiện hơn. Nhưng có những người vất vả, có thể cả ngày không gặp được con, nhưng để làm gì? Để là nuôi sống và xây những cái ước mơ cho con mình. Cảm ơn những phụ huynh cho các con tham gia vào chương trình Thử Tài Siêu Nhí ở các mùa và cả mùa này cũng vậy. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn thầy Nam Cường và cảm ơn tất cả những cái tình yêu thương mà bố mẹ của bé Quốc Vượng đã gửi đến bé. Và ngày hôm nay bé đã có một cái tiết mục biểu diễn theo cá nhân của chú là chạm đến cảm xúc của mọi người. Cảm ơn ạ. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với tiết mục dự thi tiếp theo đến từ lớp học C Trùm.